Trần Nhật Phong muốn chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký chiều ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ 2, ngày 8 tây tháng 6 năm 2020. Bây giờ là 4 giờ 30 giờ California, tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn hai đề tài liên quan tới thời sự. Trước khi đi vào các đề tài là phần bảo trợ của những người bạn. Đầu tiên là phần bảo trợ của luật sư Đi Năng Nguyễn, số điện thoại là 714-657-2425, luật sư chuyên về luật di trú, luật gia đình và luật thương mại. Nếu quý vị ở trên 50 tiểu bang có thể tham khảo luật di trú, nếu quý vị ở California có thể tham khảo thêm luật gia đình và luật thương mại. Ngoài ra, đặc biệt dành cho khán giả tại quận Cam, những chủ nhân các tiểu thương, tức là các cơ sở thương mại nhỏ, gồm có tiệm nail, tóc, nhà hàng hoặc các cái tiệm bán, kể cả quý vị làm home business, nếu có cái license business, quý vị có thể liên lạc với luật sư Đi Năng Nguyễn để hỏi thêm số tiền gần 10.000 Mỹ Kim mà quận Cam dành riêng cho các tiểu thương. Quý vị có thể thét cho luật sư Dina với điều kiện quý vị phải thét cái tên tiệm và địa chỉ của quý vị, địa chỉ tiệm của quý vị. Luật sư Dina sẽ liên lạc lại và giúp cho quý vị điền đơn để có thể xin số tiền lên tới 10.000 Mỹ Kim hỗ trợ từ quận Cam. Đó là bản tin liên quan tới cái việc mà tài trợ cho các tiểu thương. Một lần nữa, số điện thoại là 714-657-2425 và nhớ thét cho luật sư trước khi quý vị gọi cho luật sư. Phần bảo trợ thứ hai là phần bảo trợ của Win Financial, công ty tài chính và thuế vụ. Mùa thuế năm nay, nếu quý vị muốn đòi hỏi quyền lợi tối đa với sở thuế và nếu như quý vị muốn có một cái số tiền, vay một số tiền từ các cái chương trình tài trợ của chính phủ, quý vị cũng có thể liên lạc với công ty Win Financial 714-888-5666. 714-888-5666. Ngoài ra, Win Financial còn giúp cho quý vị vay tiền mua nhà, mua building, xây dựng tín dụng hay sửa chữa tín dụng cho quý vị. Mọi chi tiết liên lạc Win Financial 714-888-5666. Và phần bảo trợ kế tiếp là của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng, tức Centra Võ DDS, chuyên về nha khoa cho cả người lớn lẫn trẻ em. Nếu quý vị muốn cho bản thân của mình và người trong gia đình có được hàm răng trắng, khỏe, đẹp, cứng cáp, mọc đều, quý vị có thể liên lạc với văn phòng của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng. Văn phòng nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng tọa lạc ngay trên đường Mặt Phê Đình, gần góc đường Beach. Nếu quý vị đi từ hướng Magnolia tới, trước khi tới góc đường Beach, bên tay phải là siêu thị Thuận Phát, bên tay trái là K&P Dental của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng. Vào trang gieo đánh chữ Centra Võ DDS, quý vị sẽ có đầy đủ hình ảnh, số điện thoại và địa chỉ của văn phòng K&P Dental 714-890-9090, 714-890-9090. Và đó là những cơ sở và những người bạn đã bảo trợ cho chương trình. Và bây giờ chúng ta lại quay lại với đề tài mỗi một ngày. Trong đề tài ngày hôm nay thì Phong có hai đề tài đều có liên quan tới Trung Quốc, nhưng cái đề tài đầu tiên hết là mình phải nhấn mạnh đến cái tin buổi chiều ngày hôm nay. Bởi vì ngày hôm nay là chính thức phía Hoa Kỳ loan báo rằng Hoa Kỳ và Nga đã đồng ý là sẽ có các cuộc đối thoại trong tháng 6 này liên quan đến vấn đề kiểm soát vũ khí nguyên tử. Đó là cái tiết lộ mới nhất của đại sứ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong vật lần này lại có thêm một nhà quốc gia phải được gọi là phải bị mời vào trong cái thỏa ước này. Hoa Kỳ và Nga đã đồng ý là sẽ có cái khoảng thời gian để bắt đầu chính thức đàm phán về vấn đề kiểm soát vũ khí nguyên tử. Và trong đó là cái điều kiện đầu tiên tiên quyết của Hoa Kỳ là phải mời luôn Trung Quốc vào trong cái thỏa ước này. Đó là lời phát biểu của đặc sứ đặc trách về kiểm soát vũ khí của Hoa Kỳ là Marshall Billingshill đã viết trên Twitter vào ngày hôm thứ Hai. Hôm nay đã đạt được thỏa thuận với lại Thứ trưởng Ngoại giao của Nga là ông Ryabkov, và trong để mà ấn định ra cái thời gian để bắt đầu cái cuộc đàm phán vào tháng 6, và Trung Quốc cũng được mời. Và liệu Trung Quốc có được cái tham gia đàm phán với cái thiện chí hay không, ông Billy Slee đã viết trên Twitter như trên, và các bạn lên Twitter thì có thể thấy được cái này. Tổng thống Trump đã tuyên bố là trong cái việc mà sẽ mở ra một cái trang mới cho vấn đề kiểm soát vũ khí trên toàn cầu, và trong đó là sẽ có những cái đối thoại và những cái cuộc nói chuyện, và nó sẽ
vượt qua những cái thỏa ước đã từng có trong quá khứ. Đó là một trong những cái văn thư chính thức mà bên phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra. Và giới chức Trung Quốc đã được mời chính thức để tham gia vào trong cái cuộc nói chuyện này. Và trong đó thì Trung Quốc đang có một cái lực lượng được xem là quân sự lớn hàng thứ ba trên thế giới, và họ sẽ có thể đạt được cái mức gọi là nhất nhì thế giới vào năm 2049 nếu không có cái thỏa ước mà ký kết. Và hôm nay thì phía Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đã chính thức được mời vào trong cái cuộc đối thoại này. Tuy nhiên thì việc Trung Quốc có tham gia hay không và tham gia với thiện chí như thế nào thì chúng tôi chưa biết, nhưng chúng tôi đã chính thức mời. Đây là một trong những cái tin tức liên quan tới cái cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Nga. Ok, tại sao Hoa Kỳ lại Nga lại mở lại cuộc đối thoại giới hạn vũ khí nguyên tử? Ok, một lát nữa tôi sẽ đi lại trên cái chi tiết cho các bạn thấy. Là theo tường trình của cái trao đổi các cái thông tin của các bên từ ngày 1 tây tháng 3, là phía Hoa Kỳ đang có tổng cộng là 1.372 cái đầu đạn, được xem là đầu đạn nguyên tử, 655 cái hỏa tiễn và heavy bomber, tức là những loại quanh tạc cơ hạng nặng. Nga thì có 1.326 cái đầu đạn nguyên tử, 485 cái hệ thống phát triển về bệ phóng. Đó là một trong những cái bản website mà đưa ra chính thức. Nếu mà cộng của Hoa Kỳ và của Nga lại, tổng cộng cái số lượng đầu đạn có đầu đạn nguyên tử và kể cả đầu đạn hỏa tiễn đạn đạo xuyên Thái Bình Dương lẫn tầm ngắn tầm dài, thì hai bên sở hữu gần 4.000 cái đầu đạn. So với Trung Quốc hiện nay có khoảng 300 cái đầu đạn. Đó là một trong những cái con số chính thức đã được đưa ra. Và từ tháng 8 năm 2019, Hoa Kỳ đã rút khỏi cái hiệp ước IMF với Nga. Và mới đây nhất là cái hiệp ước Open Sky mà Hoa Kỳ rút ra khỏi với Nga. Và việc này, tại sao Hoa Kỳ rút thì tôi đã có nói hôm trước rồi. Và bữa nay chúng ta sẽ đi vào phân tích rõ ràng liệu cuộc đối thoại vừa giữa Nga và Hoa Kỳ, cái diện nằm ở chỗ nào và cái tâm điểm thực sự nằm ở chỗ nào. Ok các bạn, đó là toàn bộ cái thông tin mà chúng ta có được ngày hôm nay. Như vậy thì coi như là Nga và Hoa Kỳ đã đạt được cái việc gọi là tái tục lại các cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề kiểm soát vũ khí, và đặc biệt là vũ khí hạt nhân, vũ khí nguyên tử, vũ khí hành tâm trên toàn thế giới. Ok các bạn, đó là bản tin ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái phần mà gọi là phân tích chi tiết. Thì trước khi đi vào cái phân tích chi tiết thì mình phải nhắc lại những chuyện cũ, rồi lúc đó chúng ta mới thấy được là cái ý nghĩa của cái phiên họp này như thế nào. Ok các bạn, đầu tiên hết là vào năm ngoái, thì các bạn nhớ là tháng 8 năm ngoái thì Tổng thống Trump đã chính thức rút ra khỏi một cái hiệp ước gọi là INF đã ký với Nga, từng ký với Nga năm 1987, tức là thời đôi bên vẫn còn chiến tranh lạnh. Hiệp ước này đã được ký bởi cố Tổng thống Ronald Reagan và ông người lãnh đạo của nhà nước liên bang Xô Viết ngày xưa là ông Gorbachev, và bây giờ thành nước Nga. Và đôi bên đã ký cái hiệp ước này năm 1987, trong đó là giới hạn việc phát triển vũ khí tầm trung. Vũ khí tầm trung là có mức bắn từ 500 km cho tới 5.000 km. Thì đôi bên đã ký cái hiệp ước này từ năm 1987. Tuy nhiên, tháng 8 năm 2019, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ đơn phương rút khỏi hiệp ước này. Lý do ông đưa ra gồm hai lý do. Lý do thứ nhất là Nga đã vi phạm hiệp ước này, tức là Nga vẫn cố tình phát triển vũ khí tầm trung mà vi phạm cái thỏa ước này. Và thứ hai, ông cho rằng cái thỏa ước này đã không công bằng, bởi vì nếu chỉ có Nga và Hoa Kỳ thì không công bằng, mà phải lôi cả những quốc gia có tiềm năng quân sự cao vào trong cái hiệp ước này, mà trong đó ông nêu đích danh là Trung Quốc. Đó là chuyện xảy ra hồi tháng 8 năm ngoái. Các bạn còn nhớ cái chuyện mà rút khỏi cái hiệp ước này. Và bây giờ trong tháng 4 vừa qua thì Tổng thống Trump lại đi thêm một bước nữa, tức là ông rút ra khỏi một cái hiệp ước, nó gọi là Open Sky Arms Control Treaty. Ok, cái hiệp ước này là cái hiệp ước tạm dịch là mở rộng bầu trời kiểm soát vũ khí. Tại sao gọi cái tên là Open Sky Arms Control Treaty? Là cái hiệp ước này cho phép các phía được đưa những trinh sát cơ giám sát lẫn các cái căn cứ quân sự của nhau từ ngoài biển. Từ ngoài biển và từ các cái lãnh thổ khác, tức là các trinh sát cơ được tiếp cận gần các cái vị trí quân sự của đối phương để mà thu thập thông tin.
Cái này là gọi là cái một cái hình thức giám sát về mặt quân sự, và để chắc chắn rằng là đôi bên không có những cái chuyện mà che giấu, và tất cả phải minh bạch trong cái việc mà tăng cường lực lượng quân sự hay là tăng cường tất cả những cái đầu đạn nguyên tử, đầu đạn về hỏa tiễn vân vân. Thì tất cả những cái này nó nằm trong cái hiệp ước Open Sky. Hiệp ước này trước đây thì Hoa Kỳ đã chính thức là đáng lý là có từ lâu, nhưng mà đến mãi tới đời Tổng thống Bush cha thì nó mới bắt đầu được đem ra và bàn thảo, và cuối cùng thì đôi bên đã ký kết năm 1992, và đến nó có hiệu lực chính thức là năm 2002. Thì sau 18 năm nó có hiệu lực và nó hoạt động, thì bây giờ chính thức Tổng thống Trump cũng tuyên bố rút ra khỏi hiệp ước này. Bởi vì ông nói cái hiệp ước này là gồm có 34 quốc gia của Âu Châu và Nga, Hoa Kỳ đã ký chung cái hiệp ước này. Nhưng lý do tại sao ông Trump rút ra khỏi hiệp ước này, ông tuyên bố là thứ nhất, Nga vi phạm hiệp ước. Nga đã vi phạm hiệp ước bởi vì Nga, mà chính Nga cũng tố cáo Hoa Kỳ đã vi phạm hiệp ước, là đôi bên đã có những cái sự dòm nhó lẫn nhau mà vi phạm vào cái không phận của nhau. Trong lúc mà đưa những trinh sát cơ và giám sát cơ, và đặc biệt là việc mà Nga thường xuyên xuất hiện ở khu vực Bắc Cực, mà Hoa Kỳ đã nhiều lần đưa chiến đấu cơ và Canada đưa chiến đấu cơ lên ngăn chặn tất cả những chiếc máy bay dò thám của Nga. Đó là, và thứ hai là ông Trump cho rằng cái hiệp ước này cũng chưa được công bằng bởi vì thiếu phần của Trung Quốc. Tức là hai hiệp ước mà Hoa Kỳ ký với Nga trong một nhiệm kỳ tổng thống của Trump đã hủy bỏ hoàn toàn. Hiệp ước INF và hiệp ước Open Sky. Hai hiệp ước này lý do chính, lý do bề ngoài ông Trump đưa ra là Nga vi phạm. Nhưng cái tâm điểm nằm bên trong, ông lại nhắm tới Trung Quốc. Ông lại nhắm tới Trung Quốc, và đặc biệt là lần này khi mà cái người mà bên Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đặc trách về kiểm soát vũ khí, khi mà đưa ra cái thông báo là Nga và Hoa Kỳ đã đạt được cái thỏa thuận là đôi bên sẽ có cuộc đối thoại chính thức bắt đầu từ tháng 6 này cho cái việc mà kiểm soát vũ khí trên toàn cầu. Và trong đó ông nhấn mạnh là cả Nga lẫn Hoa Kỳ đã chính thức ngỏ lời mời Trung Quốc vào trong cái hiệp ước này. Bây giờ phía Trung Quốc chúng ta chưa thấy họ trả lời như thế nào. Thì bây giờ cái thứ nhất mình sẽ chia làm hai phần trong cái phần phân tích ngày hôm nay. Thứ nhất, ẩn ý của ông Trump là cái gì? Và thứ hai, Trung Quốc nếu nhận lời mời thì sao? Và nếu không nhận lời mời thì sao? Thì cái đó là cái bài phân tích chiều ngày hôm nay của chúng ta. Ok các bạn. Rồi, cả hai hiệp ước ông Trump hủy bỏ trước đây với Nga đều liên quan tới Trung Quốc. Chứng tỏ rằng ông Trump đang muốn báo cho Nga biết đã tới lúc tôi thanh toán Trung Quốc. Tôi hủy bỏ hiệp ước với anh, nhưng mục tiêu tôi không phải nhắm vào anh, mà mục tiêu tôi nhắm vào Trung Quốc. Một, anh hợp tác với tôi. Hai, anh đứng qua một bên. Đây là hai cái thông điệp mà ông Trump đã gửi rõ ràng cho Nga. Lần thứ nhất là tháng 8 năm ngoái, khi mà đôi bên giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang có cuộc chiến mậu dịch. Và lần thứ hai là tháng 4 vừa rồi, thì cuộc chiến mậu dịch đã tạm thời ngưng động, nhưng lại bùng nổ cái đại dịch siêu vi khuẩn Vũ Hán. Và ông Trump lại đi ra đường thứ hai, cái hiệp ước Open Sky bỏ luôn. Mà cái hiệp ước Open Sky này không phải chỉ có Nga với Hoa Kỳ, mà gồm 34 quốc gia nằm ở khu vực Âu Châu. Thì ông đưa hai cái này ra là ông báo cho Nga, lần thứ nhất ông báo cho Nga biết là có thể chúng tôi sẽ đi tới một cuộc xung đột vũ trang với Trung Quốc. Các anh phải chuẩn bị. Các anh đứng về phía nào các anh cho tôi biết. Cái warning đó chỉ là cái warning có thể thôi các bạn. Nhưng khi ông Trump tiến hành cái bước thứ hai là 6 tháng sau đó, đâu có, 8 tháng sau đó, là tới tháng 4, thì ông đã đi cái bước thứ hai là hủy bỏ luôn cái hiệp ước Open Sky. Đây là lần khẳng định thứ hai của Tổng thống Trump với Nga. Một cái thông điệp rất khéo nhắc nhở Nga. Lần này chúng tôi đã quyết tâm đối đầu với Trung Quốc. Các anh liệu mà chọn phía đứng. Một là anh giữ cái cương vị bị từ trước bây giờ của anh là tọa sơn quan hộ đấu, tức là ngồi đó coi hai cọp đấu nhau. Còn nếu anh tách sai thì anh phải duyệt xét cẩn thận là anh đứng về phía Trung Quốc hay anh đứng về phía chúng tôi và đồng minh. Một cái thông điệp rất rõ ràng. Và khi mà đôi bên có cái thông điệp này
Các bạn đừng quên một cái bản tin nhỏ sáng ngày hôm qua tôi đã loan. Nó là nhỏ nhưng nó không nhỏ đâu. Là cho thấy là ông Trump đã có một cái bước nhượng bộ cho Nga. Để Nga có thể đưa ra cái quyết định sau cùng. Là ngày hôm qua Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ rút 9.500 binh sĩ ra khỏi nước Đức. Đây là cái tuyên bố của Tổng thống Trump. Thì cái hành động này coi như là một cái favor cho Nga. Tức là một cái thiện chí mà ông Trump đã gửi cái thông điệp tới cho nước Nga. Là tôi đã favor cho anh rồi. Tức là tôi giảm đi tất cả những cái tiềm năng đe dọa tới quốc gia của anh. Là tôi đã để cho các anh thấy được cái điều này rồi. Bây giờ có ngồi xuống đối thoại thì các anh phải hiểu rõ ràng. Mục tiêu của tôi là nhắm thẳng vào Trung Quốc, không phải nước Nga các anh. Và các anh phải có một cái sự chọn lựa đứng đắn để cùng nhau phát triển. Dù rằng là hai cái thái cực phát triển xã hội nó khác nhau, nhưng ít nhất ở Nga còn negotiate được, tức là còn đàm phán được. Nhưng Bắc Kinh là dứt khoát không đàm phán được. Tại Nga, dù sao đi nữa, Nga là một cường quốc về quân sự. Tất cả mọi việc Nga cũng tương đối khá rõ ràng. Trung Quốc là cái kẻ lấp liếm nhiều nhất. Do đó, ông Trump không coi Trung Quốc là một đối thủ gọi là cần phải cân nhắc kỹ so với Nga. Nga vẫn trên đến bây giờ, về quy tắc, mặc dù các cái cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đánh giá cái tiềm năng đe dọa của Trung Quốc nguy hiểm hơn của Nga. Nhưng với mắt của ông Trump, Trung Quốc không nguy hiểm bằng Nga. Nhưng ít nhất trong giai đoạn này, Nga chưa đến nỗi nguy hiểm. Mà bây giờ trong giai đoạn này, Trung Quốc đã bộc lộ sự nguy hiểm còn hơn cả Nga. Chỉ trong giai đoạn này mà thôi. Chứ chưa chắc nó là một con đường dài, nó là nguy hiểm tới Hoa Kỳ. Do đó, để có thể dập tắt tất cả những cái thế lực này, thì ông Trump cần phải làm rất nhiều những cái bao bì, tức là cô lập Trung Quốc. Thì ông biết rõ, Nga là cái quốc gia dễ thỏa hiệp, sẵn sàng thỏa hiệp với Trung Quốc nếu như Tập Cận Bình đưa quyền lợi. Nếu như Tập Cận Bình đưa quyền lợi cho nước Nga, thì có thể Nga sẽ nghiêng về phía Tập Cận Bình. Ông Trump không chơi trò quyền lợi giống như Trung Quốc. Ông Trump chỉ đưa ra cho thấy anh hợp tác, thì có nghĩa là chúng ta vẫn tồn tại trên thế giới này, và phần còn lại của thế giới phải được giải quyết, đó là Trung Quốc. Còn nếu như mà anh mà đứng về phía Trung Quốc, thì coi như là chúng ta sẽ đẩy thế giới thành hai cực. Anh và Trung Quốc đứng đầu một cực, tôi và đồng minh đứng đầu một cực. Đây là cái thông điệp rất rõ ràng của ông Trump đã gửi cho Nga trong cái việc mà đôi bên đã đồng ý ngồi xuống đàm phán. Và phía Nga đồng ý, có nghĩa là Putin đã nhận được tín hiệu này. Putin đã nhận được cái tín hiệu từ ông Trump, hai cái thông điệp này là hai cái tín hiệu tới lúc anh phải quyết định. Ok các bạn, đó là cái ý nghĩa mà ông Trump đã hủy bỏ và bây giờ tái tục lại. Khi mà đôi bên đồng ý tái tục lại các cuộc đối thoại này, có nghĩa là Nga đã đồng ý là đứng qua một bên, hoặc là đứng về phía Hoa Kỳ, chưa biết. Nhưng ít nhất điều khẳng định khi Nga đồng ý ngồi xuống bàn đối thoại, thì có nghĩa là Nga chọn cái thế không có associate với Trung Quốc, tức là không có quan hệ trong cái vấn đề này với Trung Quốc. Nga chọn tư thế này khi mà họ đồng ý ngồi xuống để mà đối thoại lại trong cái vấn đề mà kiểm soát vũ khí. Và phía Hoa Kỳ để nhắc nhở tới chúng tôi đã mời Trung Quốc. Vậy thì các bạn, Nga coi như chúng ta biết được cái quyết định của Nga khi mà nhận lời đồng ý đối thoại với Hoa Kỳ trong cái hiệp ước nguyên tử này. Có nghĩa là Nga đã đồng ý cái tư thế của họ là sẽ, một là đứng qua một bên, không liên quan tới Trung Quốc, không hợp tác, không làm cái gì hết, để cho Trung Quốc tự lo. Và hai là Nga có thể nghiêng về phía Hoa Kỳ và đồng minh trong cuộc chiến này. Nhưng Nga sẽ không chọn đứng thẳng về Trung Quốc khi mà họ tuyên bố đồng ý bước lại các cuộc đối thoại. Còn nếu như họ không đồng ý, thì có nghĩa là Nga vẫn chơi game, có thể nghiêng về Trung Quốc, có thể nghiêng về Hoa Kỳ. Nhưng khi Nga đã đồng ý, thì có nghĩa là Nga đã đồng ý cái tư thế của họ. Ok các bạn, đó là cái phần mà tôi nói là giữa Nga và Hoa Kỳ khi mà hai bên đã bắt đầu có những cái cuộc giao tiếp trở lại. Mặc dù trong năm ngoái năm kia, tình hình ngoại giao rất căng thẳng. Nga kết án một công dân Hoa Kỳ. Ngược lại, Hoa Kỳ cũng đã bắt giữ một số công dân của Nga, truy tố tội gián điệp. Và hai bên đã trục xuất những nhà ngoại giao của nhau. Nhưng hiện nay, tình hình nó đã biến đổi đi. Và cái đại dịch này đã khiến cho Nga phải suy nghĩ lại. Và nhiều quốc gia khác cũng đã suy nghĩ lại. Tổng thống Trump thì vẫn còn một con đường duy nhất, là cái chiến lược ngay từ đầu, cô lập Trung Quốc. Ok các bạn. Rồi, đó là cái phần mà chúng ta cho thấy là cái ẩn ý của Tổng thống Trump
trong việc mà hủy bỏ hai cái hiệp ước với Nga và đồng thời là đưa cục đá vào đường khi mà tuyên bố có Trung Quốc trong trong cái vấn đề này và đã sẵn sàng đối thoại lại với Nga. Bây giờ nói tới Trung Quốc. Ok, đây cũng là một cái phép thử của Tổng thống Trump. Cái phép thử để coi Trung Quốc kỳ này sẽ trả lời như thế nào. Nếu xét về ranking, tức là về giờ quân sự mà cái mức đo của quân sự, rõ ràng đứng đầu thế giới là Hoa Kỳ, đứng nhì là Nga, đứng thứ ba là Trung Quốc. Rất là rõ ràng, cái đó là ranking, các bạn vào cái trang mà military.com thì các bạn coi, hoặc là military ranking thì các bạn sẽ thấy được là cái thế lực quân sự nào đứng đầu, đứng nhì, đứng ba. Thì Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ là ba nước đứng đầu thế giới, trong đó Hoa Kỳ là đứng đầu, rồi tới Nga, tới Trung Quốc. Ok, rồi bây giờ cái này tại sao tôi gọi là phép thử lửa? Tại vì khi đưa cái này ra, ông Trump đã đưa hai bài toán và hai cái kịch bản. Trung Quốc chọn kịch bản nào thì ông cũng đã dự đoán trước được. Kịch bản thứ nhất là Trung Quốc từ chối. Trung Quốc từ chối hoàn toàn và không muốn tham gia vào bất cứ một cái hiệp ước kiểm soát vũ khí nào. Và cái kịch bản thứ hai là Trung Quốc chấp nhận ngồi vào trong đó, nhưng sẽ tìm cách mua thời gian cho các cuộc đàm phán kéo dài ra để Trung Quốc có thời gian chuẩn bị hiện đại hóa quân đội và công khai tất cả. Tại vì cái hiệp ước này, nếu Trung Quốc ngồi xuống, nó sẽ là khác. Ok các bạn, bây giờ mình đặt cái kịch bản thứ nhất đi. Kịch bản thứ nhất là Trung Quốc không chịu ngồi xuống với lý do chúng tôi là nước đang phát triển và khả năng quân sự chúng tôi còn yếu lắm, chúng tôi chưa đủ sức và chúng tôi cần phải trang bị. Và thứ hai là biên giới chúng tôi có nhiều quốc gia tiếp ra có đường biên giới với chúng tôi quá, chúng tôi cần cái số lượng vũ khí nhiều hơn để mà bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi trước các đường biên giới. Thì thật đúng, Trung Quốc là cái quốc gia có nhiều đường biên giới nhất các bạn. Ở phía đông bắc là giáp với lại Bắc Hàn, Nga là có chung đường biên giới, rồi Nội Mông, rồi qua bên đây á là Kazakhstan, Uzbekistan, Pakistan, Ấn Độ, Miến Điện, một phần của Bangladesh, rồi với Lào, với Việt Nam. Rồi trên mặt biển thì là có cái đường biển đối diện với Nhật Bản, với Đài Loan, với Nam Hàn. Thì Trung Quốc có thể dùng cái lý do này, nói rằng chúng tôi cần phải trang bị vũ khí để bảo vệ tất cả các cái đường biên giới của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi chưa đủ vũ khí, cho nên chúng tôi không thể tham gia vào cái hiệp ước này được. Tức là Trung Quốc nại ra lý do là có quá nhiều đường biên giới. Đúng chưa? Đây là một trong những cái lý do thứ nhất để Trung Quốc tìm cách tránh né và không tham gia vào cái hiệp ước này. Rồi, cái thứ hai là phát triển vũ khí nguyên tử. Trung Quốc đã có vũ khí nguyên tử và họ cũng đã có những cái lò phản ứng nguyên tử của họ về quân sự. Tôi không nói về dân sự nha, tôi nói về quân sự thôi. Đúng chưa? Thì trên nguyên tắc là cái kỹ thuật đó họ vẫn chơm từ nước Nga. Chứ Trung Quốc thì bản thân họ không có đủ khả năng để tự mình điều hành một cái lò nguyên tử, mà họ phải nương nhờ vào cái kỹ thuật do phía Nga cung cấp từ mấy chục năm nay. Bây giờ nếu mà siết chặt cái này, có nghĩa là Trung Quốc có bao nhiêu đầu đạn nguyên tử là chết bao nhiêu đó thôi, không được hơn nữa. Không được hơn nữa. Mà bây giờ phía Bắc Hàn đang bị Hoa Kỳ siết chặt, Trung Quốc không thể nào mà có cái associate với Bắc Hàn trong việc mà đưa những cái kỹ thuật nguyên tử qua cho Bắc Hàn. Mà Bắc Hàn thì họ sử dụng kỹ thuật của Nga trực tiếp, nhưng có đôi khi họ có những cái nguyên liệu họ phải nhập từ Trung Quốc. Thì nếu như mà Trung Quốc từ chối thì có nghĩa là Hoa Kỳ nhìn ra được, dù là bất cứ lý do gì mà Trung Quốc từ chối thì Hoa Kỳ nhìn ra được là Trung Quốc vẫn đang có nhiều tham vọng, cần phải chặn đứng. Thứ nhất là cái đường hầm của Trung Quốc với Bắc Hàn. Thứ hai, cái đường hầm của Trung Quốc với Iran. Thứ ba, cái đường hầm của Trung Quốc với lại Venezuela. Thì là Hoa Kỳ khi mà biết Trung Quốc từ chối thì Hoa Kỳ đã, phía Tổng thống Trump đã hiểu được, tức là Trung Quốc vẫn không dừng lại tham vọng của họ. Do đó ông Trump sẽ đẩy một cái chính sách cứng rắn ha, để cho họ không còn có dịp để thở nữa. Để họ không còn có dịp để mà thở nữa. Tức là ông sẽ áp đặt tất cả những cái biện pháp cứng rắn nhất để Trung Quốc không còn thời gian để có thể là chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ, với lại Nga. Đó là nếu như trường hợp kịch bản mà Trung Quốc từ chối. Còn nếu đặt cái kịch bản thứ hai là Trung Quốc đồng ý, nhưng mà chúng tôi cần thời gian để mà thảo luận
và chúng ta cứ mỗi lần ngồi vô đàm phán là Trung Quốc tìm cách thoái thoát chuyện này chuyện kia, để cuối cùng là cái cuộc họp không không được cái gì hết, kéo từ năm này qua năm nọ. Đây là cái kịch bản thứ hai mà tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump coi nặng nhận kịch bản này, vì ông có thể dự đoán được là Trung Quốc sẽ chơi cái chiêu này. Đồng ý đối thoại, đồng ý tham gia, nhưng mà vô trong đó gần như là Trung Quốc tìm cách thoái thác đủ kiểu hết. Để cuối cùng là Trung Quốc mua thêm thời gian khoảng được 3 năm tới 5 năm nữa là họ có thể trang bị đầy đủ vũ khí rồi. Và trong thời gian đó là họ giữa trước khi ký là họ cấp tốc họ sẽ sản xuất và họ sẽ đi vào làm bằng mọi giá để có được cái số lượng đầu đạn nguyên tử và kể cả cái số lượng hỏa tiễn nhiều hơn trước khi mà họ ký. Đây là cách mà Trung Quốc sẽ làm. Mà nếu như cái kịch bản này thì ông Trump đối phó bằng cách nào? Ông sẽ không để cho Trung Quốc có thời gian. Thì ông đã kinh nghiệm đối phó cái vụ mà gọi là trade war đó, cái hiệp ước mậu dịch đó, là Trung Quốc làm ông mất 6 tháng rồi sau đó mất thêm 6 tháng nữa đó các bạn. Nhớ không? Ông đã có kinh nghiệm với Trung Quốc rồi. Cho nên chỉ cần Trung Quốc ngồi vào bàn là ông gài đạo, ông gài độ. Cái những người đại diện cho Tổng thống Trump đàm phán là sẽ gài độ, là đẩy đồng ý điểm nào ký liền điểm đó. Chứ không phải đợi tất cả xong xuôi rồi mới soạn ra một cái văn bản chính thức rồi điền hết. No. Ông Trump sẽ chơi cái kiểu là cái hiệp ước đó sẽ ký từng phần. Bàn xong phần này, ký liền tại chỗ. Rồi đi tới phần kế tiếp. Tức là ký từng phần cho tới khi mà Trung Quốc không có giờ, không còn cái tình trạng gọi là mua thời gian nữa. Còn cái vấn đề ngôn ngữ thì ông Trump quá rành rồi. Ông quá hiểu Trung Quốc chơi cái ngôn ngữ nào rồi. Cho đó, ông Trump sẽ chơi cái kiểu này. Tức là ok, bây giờ đồng ý là vũ khí tầm trung 500 km tới 5.000 km. Đúng chưa? Là bây giờ tất cả sản xuất nữa. Không được sản xuất nữa, không được bán, không được gì đó. Ghi xuống, đồng ý không? Đồng ý thì ký. Rồi kế tiếp, đầu đạn nguyên tử. Ở mức độ nào, uranium ra sao, bắt đầu từng phần. Cứ như vậy mà ký từng phần. Chứ ổng không đợi bàn thảo xong hết rồi đúc kết lại xong rồi chờ tới giờ chót mới bắt đầu lên danh sách. Cuối cùng Trung Quốc bắt ao nữa. Trung Quốc bắt ao nữa thì ông Trump khó làm việc lắm. Cho nên là bàn tới đâu ký tới đó. Mà khi ký xuống rồi là coi như Trung Quốc tự trói tay mình lại. Và khi Trung Quốc tự trói tay mình lại coi như Hoa Kỳ thảnh thơi. Lúc này là Trung Quốc không có còn phát triển vũ khí một cách thoải mái như ngày xưa nữa. Lúc đó cái chiến thuật mà phong tỏa Trung Quốc á, nó còn được áp đặt nhanh hơn. Và lúc đó chính Trung Quốc tự ký tờ giấy trói tay mình lại. Đó là cách mà ông Trump sẽ làm. Còn nếu như Trung Quốc không ký, ông sẽ áp tới tất cả những cái biện pháp cứng rắn nhất, buộc Trung Quốc không còn giờ để mà chế tạo vũ khí nữa. Hai kịch bản này tôi chưa biết Trung Quốc sẽ chọn kịch bản nào. Tuy nhiên thì nó sẽ happen trong tháng 6 này. Tức là Hoa Kỳ và Nga sẽ ngồi xuống bàn đàm phán. Còn Trung Quốc có tham dự hay không? Chúng ta chỉ biết chờ một vài ngày nữa coi Trung Quốc trả lời như thế nào. Ok các bạn, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta một lát nữa chúng Phong sẽ trả lại với đề tài thứ hai. Và trong đề tài thứ hai cũng liên quan tới Trung Quốc. Lần này mà báo chí dùng chữ Exodus, tức là một cuộc di tản, một cuộc di tản vĩ đại. Tại sao dùng chữ Exodus thì với Trung Quốc? Thì một lát nữa tôi sẽ trả lại trong cái chương trình cái đề tài thứ hai. Mong tất cả các bạn đừng rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của Phong. Phong trở lại trong vòng 3 phút.